hôm nay thì thân chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái món heo á, mua cái loại mà thịt ba chỉ á, kêu là belly pork đấy, anh đi boil lên, rồi kêu mình với luộc lên, luộc sơ lên, luộc sơ lên rồi bây giờ mình cắt nhỏ ra nè các bạn, cắt nhỏ ra, cắt khác. Thì có nấm mèo nè, có gừng nè, tiêu nè, tiêu, rượu trắng để mình trộn chung với nó xíu, rồi tỏi bầm á, muối, nước mắm, bột ngọt, đường, sugar, pepper, peppercorn, wine, a little bit rum or whiskey, whatever you want, and sea salt, and garlic, and sesame oil, and hoisin oil, hoisin sauce. You cut it out small like that, and now you cut it small, and this is cat's ear mushroom. It look like a cat ear, see? They look like cat ear mushroom. See. Bây giờ mình cho nó đi nhanh. Đây các bạn, mình cắt trộn mọi thứ vô đây rồi ha. Đó, gừng mình cũng bỏ vô đây hết rồi. Bây giờ mình trộn lên là các bạn đó. Vậy đó. Nấm mà thịt nè. Bây giờ mình với bỏ mấy cái này vô. Why? Cooking why? Okay. Okay, this one is fish sauce. Nước mắm nè các bạn. Hồi nãy mình bỏ rượu vô rồi. Giờ tới chút xíu nước mắm. Đó. Hậu ơi cho give me a spoon then. Hot pepper. I cho một trái ớt dược nha các bạn, cho nó ngon. Đó, nó rung ra thì mình bà xã ăn không được. Đó, một muỗng tỏi, garlic. Ok. Some hoisin sauce. Hoisin sauce. Hoisin sauce. Some sugar, some soap, Okay, sugar, isn't there? No sugar, man. Okay, third up.
some sugar nè. Ngon nè. Ngon nè. Ok. Ok. Huh? What's that? No, no more. Oh, pepper there. Oh, shit. That one didn't cut out yet. Okay. Mm-hmm. Now stir it up. The peppercorns are the best. Mm-hmm. Okay. Well, now is, we go to fry it up. Okay. Fry them up and done. And we put in the bodo or something. But we need to recycle bodo. Okay, some Korea hot pepper, Korea hot pepper thing. In the refrigerator? Yeah, Yeah, some of them in there. Well, make the more stuff. Korea hot pepper thing. Okay. Well, in the frozen, frozen a bit better. Okay. Rồi bây giờ này mình bỏ chút xíu ớt bột của Hàn Quốc chưa? Korea hot flake hot pepper. Nó có vị á các bạn. Rồi bây giờ cái này mình tạm ngưng cái khúc này đi. Để mình sẽ cho bà xã làm cái cuối. Bye bye các bạn. Bà xã nấu chè đậu xanh ở đây nè. Bà xã nấu chè đậu xanh ở đây các bạn đó. Rồi bên kia là khoai môn, canh khoai môn để ăn chiều đó. Rồi bây giờ là giờ mình sẽ làm, bây giờ mình sẽ chiên lên, dầu vô. Đó, bây giờ mình sẽ cho dầu vô đây, mình chiên. Fry that. Fry oil sao này? Yeah, that's oil. Đó, bây giờ. Little bit, that's not too much. Okay. Now put all of it. Yeah, fry it up. Chào các bạn đã trở lại với cái màn màn 2
Đây bây giờ là mình sẽ cắt cái lon mình là đó, cắt cái lon này đó. Đố các bạn, mình cắt cái lon để làm gì? Hả? Hả? What do I cut the border for? Hả? Why? 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 Hả? Đó từ cái lon này nè, khoảng cái đầu mấy lít, không tới mấy lít nữa. Đó, hả? Ok. Ok, peel it out. Oh, winter, but I hot hell. I sweat everything. Why? My neck, 15 hours there, but hell. Okay. Yeah. Get the tape to us in there. Okay, see? Oh, water in here, man. Oh. Oh, right from here. Okay. Okay, get some dry. Dry them. Okay, dry them. Đó, hậu đó. Okay. Bây giờ hậu bỏ vô. Sắt lấy thịt bỏ vô đây. Đó. Đó. Hậu do it then. Okay. Okay. Cái bình này nè, mình chặn cho nó cứng xuống. Okay, now give me some paper, some clean it and paper towel. No, not paper towel, but plastic wrap it. Mình sẽ ép cho nó xuống. Khoảng chừng đầu nó sẽ đông lại các bạn. Mò lên. Ok. Ok. And give me some paper towel to spread it out and very hard. Cái này bây giờ mình cái này là mình sẽ
cột lại để mình bỏ vô cho nó cứng rồi các bạn. Đó, mình sẽ ép nó xuống. Đó. Thôi cho cái ráp là ok vô ra ok rất là đau là bộ đồ của mày rất là hot đó. Turn ra yeah. Thank you. Bye, stay safe at the Acropolis at the, for the war coming. You make it like that, that you save it for a couple of months, couple of years. Oh, thank you, các bạn. Bye. 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 Hey, Matt. Các bạn đó là mình làm cái kiểu này là để mình lính khi mà sử dụng có chiến tranh xảy ra các bạn làm để cho một dọc ở trong nhà đó, thì các bạn sẽ có thực phẩm để sử dụng. Bye bye các bạn.